Nguyễn Vũ Mai Phương bất ngờ được lưu ý trên mạng làng hội vì chùm ảnh đẹp đẽ và thu hút. Tìm hiểu thế hệ biết, cô nàng sinh năm 1996 đang theo học năm cuối khoa sư phạm ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Hóa ra, đây cũng không phải lần đầu tiên ảnh của Mai Phương được chia sẻ rộng rãi trên ba gia nhiều lượt like. Trước đây mình cũng từng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nên cũng từng được chia sẻ ảnh như vậy rồi. Nhưng lần này thì khá đặc biệt, phải đến khi anh em và học sinh nhắn tin công bố thì mình thế hệ biết. Thực sự cũng hơi ngại, cô nàng chia sẻ. Chính sở hữu gương mặt la nhìn, dốc dáng thanh mảnh cùng nụ cười duyên dáng. Mai Hương là điển hình cho combo mà người ta hay gán cho con gái học sư phạm văn, xinh, hiền, dịu dàng. Cô nàng tâm sự trên khuôn mặt, thích nhất là đôi mắt gì có nhiều nét đẹp giống mẹ, to tròn, long lanh như đang chứa nước và đặc biệt không bị cận thị dù phải tiếp xúc nhiều với máy tính. Chưa tốt nghiệp nhưng Mai Hương đã chủ động đi thực tập dạy thêm ở các trung tâm ôn thi cho học sinh cấp 2. Vì cô còn trẻ nên học sinh toàn gọi bằng chị. Nhiều em thi được điểm cao cũng nhắn tin qua cô như người người chơi thân thiết. Mỗi bài giảng, mình luôn cố gắng tìm cách truyền tải thú vị, dễ hiểu để học sinh có hứng thú học. Mỗi em có một lực học, cách tiếp thu khác nhau, quan trọng là mình lưu ý tới từng học sinh để biết cách giúp các em tiến bộ. Cứ đầu giờ là các em tự giác gọi bài để mình chữa hộ, đôi khi giải đáp không kịp, thế là mấy chị em cứ ngồi với nhau muộn cả 30 phút một tiếng, nhưng mình vui lắm. Những tin nhắn dễ yêu đương của học sinh và gia đình gửi Mai Hương. Đi dạy cho mình nhiều kỷ niệm khó quên. Mình nhớ nhất trường hợp của một người chơi học sinh có gia cảnh đặc biệt. Bạn ấy ở với bà thôi, chăm và ngoan lắm nhưng hơi chậm hiểu. Đó là học sinh đặc biệt mà khi dạy mình trăn trở mãi. Bà người chơi ấy kém xuyên gọi điện và đến gặp mình vì lo lắng người chơi ấy học mức trung bình, tầm 3-4 điểm vì không có năng lực hiểu và ghi nhớ. Khi dạy, mình giảng đi giảng lại, dùng nhiều cách diễn đạt bằng hình ảnh, sơ đồ và bổ túc thêm ngoài giờ cho người chơi ấy. Cuối cùng người chơi ấy được 8 điểm môn văn trong kỳ thi vào 10. Bà người chơi ấy bảo đó là kỳ tích. Chia sẻ về quyết định theo nghề sư phạm văn, Mai Hương cho hay tất cả đều nắm nguồn từ tình yêu với môn học cần nhiều cảm xúc này. Mình yêu văn từ năm cấp 2, có cảm giác vui sướng và khoan khoái khi khám phá ra được tầng lớp nghệ thuật ngôn từ của nhà văn, nhà thơ. Sau này khi học đại học, mình còn được tiếp xúc và hiểu hơn về các loại hình nghệ thuật khác nữa, rất thú vị. Đặc thù môn văn là cần sản xuất cho học sinh cả về mặt cảm xúc. Một buổi học, thấy các em hào hứng, phấn khởi với bài học thì cũng là lúc mình cảm thu được sự thành công, chính bày tỏ. Đã từng băn khoăn về công việc được cho là lương thấp, ít người theo đuổi, môi trường làm việc có nhiều bất cập nhưng Mai Hương vẫn giữ cho mình niềm tin vào đam mê. Nhiều người hỏi mình vì sao lại chọn học sư phạm, có sợ kiếm được ít tiền không nhưng mình nghĩ nghề nào cũng có cái khó khăn của nó. Mình được làm nghề mình thích, cảm thấy vui mỗi khi được học sinh báo đạt kết quả cao. Cảm giác ấy là nhờ nghề dạy học mang lại. Mình nghĩ là mọi thứ thu được sẽ xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Trước hết, mình phải cố gắng từng ngày để biến thành phiên bản hoàn thiện nhất của phiên bản.